Theo Bộ Công Thương, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1 năm 2022 ước đạt 29 tỷ đô la, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nông lâm thủy sản đóng góp khoảng 2 tỷ 670 triệu đô la, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhiều mặt hàng trong nhóm này có mức tăng cao như thủy sản đạt 870 triệu đô la, cà phê đạt 395 triệu đô la, hạt tiêu đạt 71 triệu đô la. Cũng trong tháng 1 vừa qua, nhóm hàng công nghiệp chế biến đem về 24 tỷ 950 ngàn đô la, tăng 0,2% so với cùng kỳ, chiếm 86% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đáng chú ý, trong tháng đầu tiên của năm mới, cả nước có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, chiếm hơn 63% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 4 tỷ đô la, tiếp đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3 tỷ 500 triệu đô la, hàng dệt may và may mặc đạt 3 tỷ 300 triệu đô la.